Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Đây là số thứ hai của tháng 7. Xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua ngay phần cập nhật nhanh những thông tin chính và nổi bật của chương trình hôm nay. Tìm hiểu Double, thiết bị đeo tay giúp thay đổi tâm trạng người dùng. Airbus thử nghiệm máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể bán ra vào năm 2017. Hướng dẫn trải nghiệm dịch vụ Apple Music dù không có bất kỳ thiết bị chạy iOS nào. Thưa quý vị, vừa qua nhóm nghiên cứu Team Turquoise đã phát triển thành công thiết bị đeo tay tên là Double. Các nhà sản xuất Double gọi dự đoán sản phẩm này sẽ là thế hệ tiếp theo của công nghệ đeo tay. Một sản phẩm thực sự có khả năng làm thay đổi tâm trạng người sử dụng. Và để tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh chàng của tuần này có gì mới, biên tập viên Duy Linh. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Duy Linh và đây là chuyên mục tuần này có gì mới. Thưa quý vị, stress dường như là một trong những vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối đầu trong cuộc sống hối hả hiện tại. Và để giải quyết vấn đề này thì các nhà khoa học đã tạo ra một thiết bị đeo có tên gọi là Double. Điểm đặc biệt nhất ở Double đó là khả năng thay đổi nhịp tự nhiên của cơ thể. Từ đó thì cảm xúc cũng như là tâm trạng của người dùng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Ý tưởng sáng tạo ra Double đến với hai nhà sáng lập Bill Klee và Bennett khi họ cùng nghiên cứu những nhân tố bên ngoài tác động đến tâm trí và cảm xúc của con người. Từ đó đã truyền cảm hứng cho họ để thiết kế một công nghệ mới có thể kiểm soát phản ứng bẩm sinh của cơ thể đối với nhịp điệu. Họ đã cùng nhau thành lập một nhóm để biến giả thuyết của mình thành hiện thực. Nhà sản xuất cho biết, các thiết bị đeo hiện tại chủ yếu là tập trung vào giám sát và cung cấp các số liệu thống kê về hoạt động của cơ thể hàng ngày. Do vậy, họ cảm thấy rằng công nghệ và thiết bị đeo cần tiến một bước xa hơn để trở thành những sản phẩm hữu ích và tiện dụng cho cuộc sống của con người. Nhóm muốn chế tạo một thiết bị đeo tay giúp làm thay đổi cách bạn cảm nhận về sự việc hay đơn giản hơn là điều chỉnh tâm trạng của người dùng. Về cơ bản thì cơ chế hoạt động của Double hoàn toàn tương tự như là cơ chế âm nhạc ảnh hưởng đến cơ thể con người. Đối với những ca khúc trầm buồn thì con người có xu hướng thư giãn và thoải mái. Còn đối với những ca khúc có nhịp điệu sôi động thì cơ thể người sẽ có khả năng cảm giác hào hứng hay vui vẻ hơn. Chính vì vậy, Double tạo ra một nhịp xúc giác tác động trực tiếp lên cổ tay của người dùng. Từ đó thì người dùng có thể thay đổi cảm xúc của mình. Đơn vị sản xuất ra Double cho biết, Double phát ra hai nhịp điệu riêng biệt, một cao, một thấp. Nhịp điệu cao về cơ bản là cung cấp một nhịp điệu cao hơn so với nhịp tim lúc đang nghỉ ngơi của người dùng. Và nhịp thấp thì thấp hơn nhịp tim lúc bình thường. Nó hoạt động theo cơ chế tương tự như khi bạn nghe các loại nhạc vui hay nhạc buồn. Vì vậy, Double sẽ tạo ra những nhịp cao để kích thích bạn, làm cho bạn tỉnh táo hơn khi cơ thể mệt mỏi. Ngược lại, thiết bị cũng có thể cung cấp các nhịp thấp, làm cho bạn dịu xuống, bình tĩnh hơn, thậm chí là đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tương tự như những sản phẩm thông minh khác, Double cho phép người dùng tương tác với mình thông qua một ứng dụng được phát triển trên di động. Và khi đó thì nhịp tim của người dùng sẽ được cập nhật liên tục đến sản phẩm. Và do vậy, người dùng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình bằng cách tương tác với sản phẩm thông qua những thao tác đơn giản. Jack Harper, người đồng phát triển thiết bị nói rằng, thiết bị nhận biết nhịp tim của bạn lúc bình thường và dựa trên dữ liệu sinh học này để thiết lập các cấp độ bình tĩnh, háo hức hay giận dữ. Chúng tôi sẽ sử dụng các nhịp điệu này để tạo ra các xung nhịp, tác động trực tiếp và tạo nên cảm xúc phù hợp cho người dùng. Để kiểm soát nhịp đập của Double, người đeo chỉ đơn giản là nhấn vào phần mặt của sản phẩm để tạo cho nhịp đập nhanh hơn, hoặc vuốt vòng rãnh phía trên mặt của đồng hồ để làm cho nhịp độ chậm lại. Double có hình thức và kích thước hoàn toàn tương tự so với các sản phẩm đồng hồ thông thường. Điểm khác biệt lớn nhất đó là mặt của sản phẩm sẽ được hướng vào phía trong cổ tay của người dùng. Trải qua các cuộc thử nghiệm liên tục thì Double đã thuyết phục người dùng ở khả năng giúp cho người dùng trở nên vui vẻ và hào hứng hơn. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học vẫn đang thực hiện các cuộc thử nghiệm độc lập để xác định khả năng của Double trong việc giúp cho người dùng bình tĩnh hoặc là giảm lo âu. Đến đây thì chuyên mục tuần này có gì mới xin được phép khép lại. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều những thông tin thú vị đang chờ đợi quý vị ở những phần sau. Một lần nữa mời quý vị trở về trường quay để gặp gỡ MC Vĩnh Phú. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần đầu tiên của Cửa sổ công nghệ ngày hôm nay. Trong phần tiếp theo sẽ có những thông tin chính ngay sau đây.
Airbus thử nghiệm máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời có thể bán ra vào năm 2017. Phát hiện một loài khủng long mới tại Canada.